Welcome to Learn Vietnamese with Tommy. In this lesson, we will learn some popular proverbs and sayings. Number one, hành động giá trị hơn lời nói. Hành động giá trị hơn lời nói. Or you can say, hành động quan trọng hơn lời nói. Hành động quan trọng hơn lời nói. It means, actions speak louder than words. Actions are more important than words. In that saying, hành động giá trị hơn lời nói. Hành động means action. Giá trị hơn means more valuable. Lời nói means word. In the saying, hành động quan trọng hơn lời nói. Quan trọng hơn means more important. You have a friend who always talk about doing great things with their life, but they never do anything about it. Their words are meaningless. In Vietnamese language, it is bạn có một người bạn. Người đó luôn nói về việc sẽ làm những việc lớn trong đời, nhưng người đó không bao giờ làm bất cứ cái gì cả. Lời nói của người đó thật vô nghĩa. Once again, bạn có một người bạn. Người đó luôn nói về việc sẽ làm những việc lớn trong đời, nhưng người đó không bao giờ làm bất cứ cái gì cả. Lời nói của người đó thật vô nghĩa. Việc lớn, or you can say, việc trọng đại. Việc lớn, việc trọng đại, great things. Trong đời, in their life. Trong đời, bất cứ cái gì, anything. Vô nghĩa, meaningless. I will only believe you once I see you doing it. Actions speak louder than words. In Vietnamese language, it is tôi chỉ tin bạn một khi tôi thấy bạn làm. Hành động giá trị hơn lời nói. Tôi chỉ tin bạn một khi tôi thấy bạn làm. Hành động giá trị hơn lời nói. Let's move on to number two. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. It means laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. In that saying, nụ cười means smile. Thuốc bổ means restorative. 10, number 10. Once again, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Laughing helps to remind you that there are good things in the world and it will make you feel a little bit better. Cười giúp nhắc nhở bạn rằng còn nhiều thứ tốt đẹp trên thế giới này và nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Cười giúp nhắc nhở bạn rằng còn nhiều thứ tốt đẹp trên thế giới này và nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. In that saying, nhắc nhở means remind. Nhiều thứ tốt đẹp, good things. Trên thế giới này, in this world, làm cho bạn cảm thấy, make you feel. Let's move on to number three. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Or you can say, hận thù không giải quyết được vấn đề. Hận thù không giải quyết được vấn đề. It means revenge will not fix a problem. Or two wrongs don't make a right. In that saying, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Hận thù means filled. Diệt mean kill or destroy. Đời này means this life. Không có được means never happen. Giải quyết means solve. Vấn đề problem. If someone does something to you and you want to do something bad to them, that's not going to fix the problem. Nếu một người nào đó làm điều gì tồi tệ với bạn,
và bạn muốn làm điều tồi tệ tương tự lại với người ấy, nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu một người nào đó làm điều gì tồi tệ với bạn và bạn muốn làm điều tồi tệ tương tự lại với người ấy, nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Once again. Nếu một người nào đó làm điều gì tồi tệ với bạn và bạn muốn làm điều tồi tệ tương tự lại với người ấy, nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Thank you for watching. See you all next time.